Xin hỏi là tôi bị ung thư tuyến giáp giai đoạn 1. Bác sĩ bệnh viện ung bướu đã cắt bỏ toàn bộ tuyến giáp và bây giờ tôi có thể uống được cây thuốc nam hay không ạ? Nhờ nhà thuốc tư vấn giúp. Nếu như là uống thuốc nam thì mổ xong bao lâu thì mới uống được ạ? Tôi xin cảm ơn. Chào bạn, đối với bệnh ung thư tuyến giáp thì ngoài sử dụng các liệu pháp như là hóa trị, xạ trị thì người bệnh có thể dùng kết hợp thêm cây thuốc nam để hỗ trợ cho việc điều trị bệnh nhằm hạn chế sự phát triển của tế bào ung thư. Giải pháp uống thuốc nam thì mang lại rất là nhiều lợi ích cho bệnh nhân ung thư và đặc biệt là an toàn và không gây tác dụng phụ. Bài thuốc nam tốt cho bệnh nhân ung thư tuyến giáp đó là bài thuốc từ cây xạ đen với các thành phần chính là cây xạ đen, cây bán chi liên, cây bạch hoa xạ, cây an xoa và cây mãnh cộc. Bài thuốc này thì đã được nhà thuốc áp dụng điều trị hiệu quả cho rất là nhiều trường hợp bệnh nhân bị ung thư tuyến giáp trong thời gian qua. Bạn hãy liên hệ với nhà thuốc thông qua số hotline 0972 409 268 để được biết thêm thông tin ạ. À.